Xin chào toàn thể quý hàng và các nhà đầu tư nha. Hiện tại Trọng Thơ đang ở văn phòng công chứng huyện Trân Thành, đang công chứng hai bộ hồ sơ cho khách nha. Hiện tại khách đang công chứng đất nền BKMX Trân Thành Bình Phước nha cả nhà. Và hiện tại khách công chứng hai lô, khách mua hai nền. Một vị trí vô cùng đẹp. Hiện tại vị trí của Trọng Thơ đang phân phối là nằm ngay chợ Minh Thành, thuộc dự án BKMX Trân Thành với tổng diện tích 4.633 ha. Được BKMX quy hoạch 50% công nghiệp và 50% nhà ở đô thị. Và trước mặt chúng ta là chợ Minh Thành, Ủy ban Minh Thành. Và ngay trước mặt Ủy ban Minh Thành đấy là quốc lộ 14 luôn. Từ quốc lộ 14 chạy vào đây chỉ có 120m thôi nha. Và từ đây chúng ta di chuyển là quốc lộ 14 sang cổng chính của khu nghiệp BKMX Trơn Thành. Giai đoạn 1 450 ha, chỉ có 350m thôi cả nhà. Và đây là ba trường học Minh Thành hiện hữu. Đây là karaoke đang được xây dựng. Và kế bên là một quán cà phê sắp cho đi vào hoạt động trong thời gian tới. Và kế quán cà phê là nhà nghỉ hoàng hôn nha cả nhà. Và đường này là đường Minh Thành An Long, chạy thẳng chúng ta sẽ về An Long, Phú Giáo, Bình Dương. Và ở đây một siêu thị rất là lớn đang được mở ra. Đây là siêu thị Hải Thành, để Trọng Thơ zoom gần cho cả nhà. Đấy, đang được xây dựng lên lầu thứ 3 rồi nha cả nhà. Và sẽ cho vào hoạt động trong năm 2022 tới đây. Rất là đẹp. Và cái lốc bên cạnh Trọng Thơ đây là lốc công viên, được BKMX quy hoạch công viên. Và dọc quốc lộ 14 hiện tại giá đất là 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ 6 trên 1 mét ngang. Di chuyển vào vị trí của Trọng Thơ là 120m là chúng ta đã sở hữu một vị trí 5/30. Mà hiện tại giá chỉ có 8 triệu trên mét vuông. Liên hệ cho Trọng Thơ để sở hữu những vị trí đẹp nhất tại BKMX Trân Thành nhé. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.